chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xu hướng thời tiết ngày 29 tháng 9, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Riêng khu vực vùng núi, trung du, từ tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Những ngày thu dịu mát, trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ C tại miền Bắc, dự báo sẽ kéo dài hết tuần này. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo ngày 29 tháng 9, thời tiết khu vực bị chi phối bởi rãnh áp thấp xích đạo suy yếu. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam, xu hướng lấn Tây có trục qua miền Nam. Do đó, mưa giảm, trời nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối mưa rào và dông ở khoảng 1/3 diện tích. Chủ yếu mưa nhỏ, có điểm mưa vừa, mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh miền Tây. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi và trung du, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh nắng gián đoạn từ sáng đến trưa, về chiều tối có mưa rào và dông nhiều nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.